Chị em chung một nhà. Chăm con chung. Đây là mơ ước của hai bầu sữa, muốn đứa nào ti bên nào thì ti. Pila đẻ sau cho nên là Pila vẫn còn năng mệt, là Si thì khỏe rồi. Ok rồi, cho nó sạch rồi mà Si nằm xuống đi để cho nó tìm ti đi. Hả? Nằm ra thôi. Rồi, xin nằm ra đi. Nằm hắn ra. Nóng à? Nóng hay sao mà nó nằm ngủ nó thè lưỡi ra này. Hình như là nó nóng. Rồi, để yên để cho con nó tìm lại. No rồi, không cần ti nữa. Cho con lo sữa đấy, con ngủ rồi là thôi, không cần thiết gì luôn. Kệ đứa nào bú cứ bú, tao ngủ cứ ngủ. Ok.